của Kobayashi. Cầu ngoài rồi. Không có. Đợi vào cuộc ngược dòng giống như những gì mà Lê Đức Phát đã từng làm được ở set 3, trận đấu với Hiếu Kang Hy. Không được. Đập giúp. Không được dần. Mười ba mười sáu.
5 championship point cho Takuma Ubayashi. Sự chủ động đã hoàn toàn thuộc về tay vợt người Nhật Bản và Lê Đức Phát đã không thể tiếp tục phòng ngự.